Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Bài học tiếp theo trong video này tôi sẽ hướng dẫn với các anh chị một cái nội dung mà hầu hết những người làm marketing và làm kinh doanh và làm quảng cáo trực tuyến đều phải sử dụng. Đó là phương pháp A trên B testing, tiếng Việt gọi là thí nghiệm thử nghiệm A trên B. Vậy trước hết để trả lời cho câu hỏi A trên B testing nghĩa là gì, thì chúng ta cần phải hiểu A tức là một cái phương án thứ nhất mình làm, B là một cái phương án thứ hai mình làm. Và mình so sánh hai cái phương án A trên B này Phương án nào tốt hơn Đạt được cái mục tiêu của mình Có đúng không ạ? Thí dụ phương án A mình chạy ở Hà Nội Phương án B mình chạy cả nước Và mình nhận thấy rằng là phương án A giá thầu đắt hơn Phương án B giá thầu rẻ hơn Nhưng phương án A lại do nhiều comment và bình luận chốt đơn hàng tốt hơn Phương án B tuy giá thầu rẻ hơn nhưng lại ít đơn hàng hơn Và chuyển đổi thành người mua ít hơn Vậy mình vẫn nên chọn phương án A đấy là một thí dụ để các anh chị hiểu uh, phương án a trên b testing là gì và làm bán hàng ở trên facebook làm quảng cáo ở trên facebook cũng như là quảng cáo trực tuyến thì cái phương pháp a trên b testing này là phương pháp kinh điển hầu hết mọi người đều phải làm vậy để hiểu rõ hơn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thêm một chút ở trên màn hình để cho các anh, các anh chị hình dung ra đấy ở đây trong cái uh, màn hình quay ở trên máy tính của tôi các anh chị có thể hình dung nha phương án A và phương án B đúng không ạ? Phương án A các anh chị sử dụng là chỉ được có 23% thôi, nhưng phương án B tăng đến 37%. À, vậy thì cụ thể phương án A trên B nó là cái gì? Và cái cách làm như thế nào đúng không ạ? Họ sẽ phải so sánh cái cách làm thông thường với những cái cách làm mà sau đấy họ thí nghiệm đúng không ạ? Chẳng hạn như là phương án A họ chạy quảng cáo ở thị trường này, phương án B họ chạy ở thị trường khác phương án a họ chạy ở độ tuổi này phương án b họ chạy ở độ tuổi khác phương án a họ chạy là uh, đối tượng nhắm chọn là hẹp phương án b họ chạy đối tượng nhắm chọn là rộng thì tất cả những cái như vậy là chúng ta được hiểu đấy là phương án a trên b và chúng ta nhìn vào một cái sơ đồ đúng không ạ từ phía bên trên là quảng cáo đi xuống landing page hay còn gọi là website và xuống đến là email hoặc là những cái việc mà phần mềm chốt đơn và chúng ta sẽ so sánh các phương án a trên b thì ở đây nó, nó sẽ sử dụng bằng tiếng Anh một chút nhưng các bạn không cần quan tâm Thì tôi sẽ giúp các bạn hiểu ra Đấy, A trên B testing process tức là cái quy trình của nó là gì Đúng không ạ? Đầu tiên là mình phải thu thập dữ liệu Đúng không ạ? Mình đánh giá cái dữ liệu này Mình xác định cái mục tiêu Đấy, sau đó mình đưa ra các cái giả thiết Để mà mình có thể làm các phương án A trên B tích cực Đúng không ạ? Mình đưa ra những cái biến để mình so sánh Để mà mình tối ưu Đấy, và sau đó thì mình dựa trên cái kinh nghiệm của mình để mà mình chạy, mình thử nghiệm và cuối cùng đấy là mình thống kê cái kết quả và mình nghiệm ra rằng là mình làm như thế này thì hiệu quả hơn là như thế này thì đó là phương án A trên B testing thì cũng muốn giới thiệu với các bạn một chút để các bạn hình dung ra nhiều hơn. Thế thì khi mà là chúng ta muốn thay đổi cái phương án A trên B thì chúng ta sẽ thay đổi những cái gì? Thì ở đây là các bạn có thể hiểu rằng là chúng ta có thể thay đổi về quy mô, chúng ta có thể thay đổi về tệp đối tượng, chúng ta có thể thay đổi về hình ảnh thay đổi về sản phẩm, thay đổi về tệp nhắm chọn, có đúng không ạ? Vân vân vân, thì chúng ta đều sẽ phải sử dụng phương án này. À, cái việc mà chúng ta tham gia các chương trình đào tạo của giảng viên Phan Anh cũng là một cái phương án A trên B testing. Tức là mình sẽ học hỏi cái kinh nghiệm của giảng viên để làm sao mà cái việc chạy tiếp theo của mình nó đã là phương án B rồi. Sau đó mình sẽ có các cái phương án B phẩy, B2 phẩy để mình tạo ra được kết quả tốt nhất cho cái việc kinh doanh của mình. Thì đây là một cái phương án mà có lẽ là hầu hết những người làm marketing đều sử dụng và nhất là các bạn chạy quảng cáo các bạn không biết là nên chạy như thế nào cho nó tốt, của đúng không ạ? thì các bạn hãy sử dụng cái phương án này chúng ta có thể thử nghiệm tự mình chạy là phương án a đi thuê là phương án b đi thuê là phương án a đi thuê một công ty chuyên nghiệp người ta có thể nhận đơn hàng cho mình lại là phương án b tiếp đúng không ạ? thì chúng ta liên tục liên tục sử dụng cái phương pháp này và mỗi một lần chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm và từ đó quan trọng nhất là chúng ta phải tối ưu được đơn hàng tối ưu được chi phí đúng không ạ chúng ta phải nhận ra được rằng là quảng cáo đang hiệu quả hay quảng cáo không hiệu quả mình phải đi theo cái hướng nào đó là cái điều quan trọng nhất trong cái phương án a trên b này mà tôi muốn hướng dẫn với các anh chị thì thực ra đây là một cái phương án rất là đơn giản Thế nhưng mà hầu hết chúng ta đều đã sử dụng nhưng chúng ta không hình dung ra nó đúng không ạ và chúng ta nên ghi chép nó cẩn thận trong những cái bối cảnh cụ thể để chúng ta rút ra những kinh nghiệm thực tế thì bài học A trên B testing thì tôi xin phép giới thiệu ngắn gọn như vậy để giúp các anh chị hình dung ra à, rất mong nhận được cái sự phản hồi của các anh chị và xin chúc các anh chị thành công với các phương án A trên B testing của mình và cố gắng rằng là tìm ra phương án B nhanh nhất để mà đạt được hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu quả tối ưu về quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.